Chúa kính yêu của chúng con, hôm nay chúng con đến trước Chúa trong ngôi đền, ngôi đền thờ thiêng liêng của Ngài. Chúng con đã hoàn thành phần cơ bản nhờ sức Chúa và nhờ sự cố gắng của tất cả anh em trong hội thánh. Chúng con cảm tạ Chúa vô cùng. Lạy Chúa, xin Chúa nhìn lên những gương mặt của chúng con, anh em tất cả ở đây, tuy có khó nhọc vất vả, tuy có nhiều khó khăn, nhưng Chúa đã dẫn dắt chúng con vượt qua từng thử thách này đến thử thách khác. Chúa đã tưởng thưởng cho công việc của chúng con đã là cảm ơn Chúa, chúng con được lấy trước cả sau cho Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Giờ đây chúng con bước vào buổi thờ phượng, chúng con muốn dâng lời cảm tạ Chúa và chúng con cầu xin Chúa tiếp tục ở cùng chúng con như Chúa đã ở cùng Jacob, như Chúa đã ở cùng Abraham, như Chúa đã ở cùng Isaac, để cho chúng con có cơ hội chúng con thờ phượng Ngài tốt đẹp hơn và để cho hội thánh của Ngài được phấn hưng theo ý muốn của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa, đây là bước đầu để Chúa ban phước cho chúng con. Chúng con vô cùng sung sướng và con vinh dự được